không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Lập ơn, cho hỏi anh thoải mái ở đâu vậy? Cô nói gì? Anh thoải mái đó. Anh thoải mái đằng kia kìa. Anh thoải mái. Em tới đây làm gì? Ở đây không quan ngân em đi đi. Em không đi. Em cố tình tới tìm anh đó. Em không tin những gì tăng dốc cho mọi người nói. Em biết anh không làm. Anh theo em về đi, giải thích cho họ. Rồi. Đúng là bây giờ anh làm việc cho họ đồ cực khổ lắm. Nhưng mà anh thật sự rất vui. Ít ra anh không cần giống như trước đây vậy. Không biết chừng nào chết. Anh nói dối, anh không phải hại người như vậy. Thoải mái, đi thôi. Anh thoải mái. Không sao chứ? Anh không sao chứ? Anh không sao, em có sao không? Tại sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi trước đi. Dừng tay! Ai dám gây rối ở chỗ của tôi? Là cô sao? Nhược Lan, không sao chứ? Ai có phần tham gia, lập tức bước ra. Có phải là hai người không? Tin, chăm sóc họ chu đáo giùm tôi đi. Dạ được. Cô tới đây làm gì? Em đừng tới tìm anh nữa. Thật ra em đã phạm lỗi gì chứ? Em không có lỗi. Lỗi là ở chỗ anh đã quen em. Nè, đi rồi sao? Sao không nói thêm vài câu đi?
Em làm gì vậy? Anh quá đáng lắm. Anh đuổi Tình Địch đi giùm em. Anh quá đáng kêu gì chứ? Anh ép thoải mái làm những chuyện này quá đáng lắm. Em tác anh gì tên ranh này hả? Em sắp xếp thoải mái tới công ty làm công việc đàng hoàng, anh lại ép ảnh làm những chuyện này, anh có tôn trọng em hay không? Hắn giỏi tán tỉnh người ta mà, anh cho hắn phát huy sở trường thôi. Nói cho anh biết, anh đừng động tới ảnh nữa. Làm gì vậy? Hai người muốn gì? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đừng mà! Trách ra! Chết đi! Xéo đi! Không sao, không sao đâu. Chạy hết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Đông, anh thoải mái nói không yêu tôi nữa. Tính sao đây? Không sao, không sao đâu, không sao đâu. Về trước đi. Về trước. Anh về được kìa. Nè, chuyện gì vậy? Tôi bắt con sao vậy? Khóc rồi, khóc rồi. Thoải mái. Vậy chúng ta... Không liên quan đến anh. Chuyện của phụ nữ để phụ nữ giải quyết. Anh giải quyết anh em của anh trước đi. Phải. Lên trước đi, lên vậy trước cô đi. Lên nghỉ ngơi đi. Cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Ngồi xuống đi. Muốn khóc thì cứ khóc lớn tiếng đi. Đừng dồn nén trong lòng. Đợi qua một thời gian nữa, đối với cô mà nói, người này không còn quan trọng nữa. Đàn ông là vậy đó. Tôi cũng không tin chàng tăng dốc tuyệt đối. Quan trọng nhất là các chị em hả? Tiểu Bác à, cô trả lời chúng tôi đi. Cô im lặng như vậy, chúng tôi lo lắng lắm. Tôi không có gì. Không có gì thật mới nói nha. Lúc nãy trên đường quay về nhà, tôi đã suy nghĩ kỹ. Đúng là tôi yêu ảnh lắm, nhưng mà ảnh đã chọn người khác rồi. Tôi còn bám theo ảnh có ý nghĩa gì chứ? Đâu phải lần đầu tiên tôi bị thất tình. Tôi sẽ không sao đâu. Cô tài giỏi lắm. Nay mai sẽ không có gì nữa. Tôi nhất định được. Sau khi sư phụ qua đời, thật ra tôi cần phải chăm sóc hai người đàng hoàng. Nhưng mà đó, dạo này tôi thật sự phải đưa anh OK đi học. Tiểu Nam, tôi lệnh cho cô ở bên cổ suốt ngày đêm, làm cho cổ cười. OK, cứ để tôi lo. Cả đời tôi có hai chị em tốt giống như hai người, tôi cảm thấy may mắn lắm. Cảm ơn hai người. Khờ quá đi, làm cho tôi cũng khóc theo rồi. Thực ra cũng không có gì, cần gì tới bệnh viện chứ? Đương nhiên chụp một lần tốt hơn. Những chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Lần này thành thật xin lỗi nha, làm cho anh bị như vậy. Khờ quá, không liên quan đến em. Tất cả cũng tại em tin tưởng anh hai quá. Đáng lý từ đầu em phải theo sát một chút. Thoải mái. Em có một suy nghĩ, không biết anh cảm thấy thế nào. Là suy nghĩ gì? Bây giờ tất cả bọn họ đều coi thường anh, bởi vì anh không phải là người của họ đồ. Nếu như anh đám cưới với em thì họ sẽ không ăn hiếp anh nữa.
Em chỉ nói vậy thôi. Chừng nào bác sĩ tới vậy chứ? Nói thôi cái gì chứ. Nhưng thực ra có thể ở bên em, đám cưới hay không cũng không quan trọng. Vậy tức là sao? Những chuyện cầu hôn này đâu phải cho em làm. Trong người anh không có nhẫn, lấy cái này thay thế đi. Dược Lan, lấy anh ra. Cô lục gì vậy? Đợi một lát. À, ta. Nè, cái gì vậy? Để bỏ đi. À, trời, anh quên rồi sao? Cái này là cái lần trước tìm được bên ngoài nhà của sếp Lương đó. Cô lấy đống phân về hả? Không phải, không phải là phân đâu. Nè, tôi đã xét nghiệm rồi. Cái này có tên đàng hoàng. Cầm giùm tôi trước đi, cầm đi. Nó tên là, để nói cho anh biết, là bột trét tường đó. Nó được làm từ chất xơ, bột phủ, bột thạch cao, nước bóng, keo sữa. Chính xác. Sao lần trước không để ý được gì? Ờ, khoan đã. Nếu vậy cái này là vật chứng rồi. Đương nhiên rồi. Đem cất đi. Xin lỗi sếp, xin lỗi. Vật chứng không thể tùy tiện lấy ra đâu. Ok. Thật tình tôi thấy vui lắm. Nè, cuối cùng bây giờ chúng ta đã tìm được cái mới rồi. Nè, nhà của sếp Lân không phải là đại tu, làm sao có nhiều bột trét tường này chứ? Chắc chắn có mờ ám. Không lẽ anh ta muốn sửa chữa cái gì đó sao? Hay là chúng ta kêu thêm đồng nghiệp tới đó kiểm tra thử, không chừng còn nhiều phát hiện khác. Thôi đi. Cả sở cảnh sát không có ai đáng tin hết. Tôi chỉ tin mỗi cô thôi. Chà, thì ra sếp Trần coi trọng tôi vậy sao? Phải, bởi vì cô ngốc mà. Sếp Lương tuyệt đối không mua chuộc cô làm gì đâu. Làm gì vậy? Điên rồi hả? Nói cô ngốc mà cũng không giận tôi sao? Bởi vì ngốc không bị ai mua chuộc cũng là một ưu điểm mà. Cô ở tội trọng án đó, cô lanh lợi một chút được không? Bác sĩ Hướng. Ừ, sếp Trần. Sao cô lại ở đây? Lần trước có một bạn kết quả đánh giá cho nên luôn tiện đem tới. Ờ. Không có gì, tôi đi trước. Ờ, bác sĩ Hướng à. Ừ, có gì không? Sao cô lại ở đây? Đã nói là tới được kết quả rồi. Người này là... À, cô là Diệp Chỉ Thanh, ở tổ của tôi. Bác sĩ Hướng, chuyên viên điều trị tâm lý. Chào cô. Xin chào bác sĩ Hướng. Dạ ăn trưa rồi, hay là cô ăn cơm đi. Sao cũng được, dù sao tôi cũng có thời gian. À, đi. Bác sĩ Hướng à. Lần trước khi cô đánh giá cho sếp Trần, ảnh như thế nào vậy? Có phải con người rất cáu gắt, lúc nào cũng thấy khó chịu không? Phải, lúc nào cũng nóng nảy, khó chịu vô cùng. Lại còn không dễ gần gũi chút nào hết. Phải, ảnh đúng là khó tiếp cận lắm, lại không thể nói đùa. Cho nên hiếm có ai gần gũi được ảnh lắm. Đâu có, ít ra cô cũng chịu nổi ảnh mà. Hả? À, đành chịu thôi. Ai kêu ảnh là sếp của tôi. Nhưng ảnh giỏi thiệt đó. Nè, ảnh thì điều tra cũng giỏi. Ê, bác sĩ Hướng à, cô đó... Cô và ảnh sao quen vậy? Chúng tôi hả? Chúng tôi từ bệnh nhân biến thành bạn bè. Nhưng đôi khi con người của sếp Trần hơi nóng một chút. Có điều cũng như cô nói, ảnh giỏi như vậy cho nên cô đi theo ảnh, thiếu gì chuyện cho cô học. Hả? Sếp Trần mà. Suốt một tuần 7 ngày ảnh đều sống trong sở cảnh sát, 3 bữa thì ăn cơm hộp. Còn suốt ngày nhăn nhó mặt mày, cười cũng không biết cười nữa. Trời, lại còn hễ mỗi lần điều tra thì suốt 8 tiếng cũng không nói chuyện. 8 tiếng lận đó. Miệng không thối sao? Coi bộ cô cũng hiểu sếp Trần lắm. Nhưng hãy điều tra, sếp Trần hoàn toàn khác hẳn đó. Nè, nhiều khi suốt 2 ngày ảnh cũng không nhớ ăn cơm. Siêu nhân luôn. 2 ngày không ăn uống? Sếp Trần, tôi chưa thấy bao giờ đó. Chẳng những như vậy, nói cho cô biết. Sếp Trần. Diệp Chỉ Thanh, cô nói xong chưa vậy? Suốt bữa ăn cô cứ chí cha chí trách, nói toàn chuyện không đâu. Nguyên dĩa cơm cô còn chưa ăn nữa. Sao không mau ăn đi, không cần làm hả? Không sao đâu,
Nhiều khi nhân viên quan tâm cấp trên cũng đáng mừng lắm đó. Huống chi chị Thanh không phải đang nói xấu anh. Thì đó, đã nói ảnh nóng rồi mà. Cô còn nói nữa hả? Bây giờ cô thân với bác sĩ Hướng lắm sao? Làm ơn, cho ly cà phê đen, 1/3 muỗng cà phê đường cho quý ông đây. Cà phê đen đó, cho anh Hạ Quả. Suốt ngày chỉ biết chửi người ta. Chị Thanh, rảnh rỗi cô có thể tới lớp của tôi nghe buổi tọa đàm của tôi, cũng thích hợp cho cô lắm. Ít ra cô khỏi phải đối mặt với gã cù lần này. Cũng được, tôi đi nha. Cô càng lúc càng không biết lớn nhỏ nha. Sếp Trần, không lẽ anh không nhận ra? Gì chứ? Dựa theo quan sát và phân tích của tôi dám khẳng định tiểu sư muội của anh đang yêu anh đó. Cái gì chứ, con nhỏ ranh này, tôi coi cổ như đồng nghiệp thôi, bạn bè còn chưa phải nữa. Anh không có ý với người ta thôi, người ta có tình với anh. Lúc cổ nhìn anh, đôi mắt giống như tỏa sáng vậy đó. Còn nữa nha, anh ra sức chửi cổ cũng mỉm cười với anh. Bản thân anh làm việc gì vào lúc nào, đang món gì, cổ nhắm mắt lại cũng liệt kê được. Nếu một cô gái không coi trọng anh sẽ không để ý chuyện của anh đâu, cô biết không? Cảm ơn. Hạ Quả, hợp với anh. Anh làm ơn đi, dù sao tiểu sư muội của anh cũng là phái nữ. Anh nói chuyện với cổ khách sáo một chút đi. Được rồi, tới giờ phải đi rồi, tôi đi trước nha. Bye bye. Bye. Nhưng người tôi yêu là cô mà. Sếp Trần, Ranh con, lúc nãy thái độ ở nhà hàng của tôi hơi tệ một chút. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Nè, xin lỗi nha. Đây là hồ sơ anh cần. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tôi đã sắp xếp hết rồi. Ý tôi nói lúc nãy ở nhà hàng thì... Chẳng phải nói chúng ta có nhiều việc phải làm sao? Tôi không rảnh rỗi nói những chuyện khác. Nè Diệp Chí Thanh, có phải cô nói chuyện với cấp trên bằng thái độ này không? Ranh con, Ranh con, cô làm gì vậy hả? Ranh con, xin lỗi nha. Cần gì xin lỗi chứ. Bác sĩ Hướng vừa giỏi vừa đẹp. Anh yêu cổ không yêu em, em hiểu mà. Nhưng anh đừng có quên, em trẻ hơn cổ nhiều, lại tràn đầy sức sống. Anh cho em chút thời gian đi. Em nhất định tiến bộ, nhất định giỏi hơn. Đến lúc đó, nếu anh muốn theo đuổi lại em, em cũng phải xem xét cái đã. Sếp Trần, còn căn dặn gì không? Tức là không có chứ gì. Vậy tôi ra ngoài làm việc nha. Nhất đồng, nhị đồng, tứ đồng, cửu đồng. Điều thứ nhất trong sách mặt trược là cái gì? Thà bỏ không để đền. Ý cha, lạ quá. Không đánh. Trong ấn tượng của tôi, có người đã đánh con nhị dạng rồi. Nhị dạng ù toàn màu. Trời, có nhầm lẫn không vậy? Lại ù. Điều thứ năm trong luật mặt trược là cái gì? Có thể thua bài, nhưng không thể thua phẩm chất. Đây chính là phẩm chất xấu. Sao? Ba. À con. Ba, sao ba nói là không khỏe? Nhưng con đứng ở ngoài nghe được giọng ba rồi đó. Ba không sao hả? Nếu không thì làm sao gạt đưa con tới đây thăm ba chứ? Sư thúc ông, bác sĩ Hướng là con của ông hả? Ừ. Anh ok, sao anh bị người ta bịt mắt thê thảm vậy hả? À, luyện công thôi. À, tới đúng lúc lắm. Hôm nay sư phụ nóng lắm. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tôi thấy rồi, thấy rồi. À phải, Tiểu Đông, sao cô cũng ở đây? Hai người quen nhau sao? Sao chưa nghe anh đề cập vậy? Thân lắm hả?
Thật ra tôi tới thăm ba của tôi thôi. Con ruột sao? Thật mà. À phải, bác sĩ Hứa, sao cô quen anh ok vậy? Phải đó, ok à. Con không nói cho bạn gái con biết con quen Tâm Nghiên sao? Bạn gái? Thì ra là hai người đang quen nhau. Anh không nói cho người ta biết hả? Thật ra là Tiểu Long phải đi làm đánh giá tâm lý đó. Cậu ta không thân với bác sĩ Hướng cho lắm, nên anh phụ cậu ta vậy thôi. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi. Hỏi đi. Tiểu Long mà anh ok vừa nói, đáng lý phải thân với chị Tâm Nghiên hơn. Nhưng bây giờ nghe kỹ, hình như hai người thân hơn. Tại sao vậy? Hỏi hay lắm. Để chị trả lời câu hỏi của em. Chị và anh ok là bạn thân, cho nên mới thân như vậy thôi. Đâu có, tôi muốn biết mà. Hay là ăn công cải trước đi ha. Ăn đi. Lo ăn đi. Ok à, con gấp đồ cũng giỏi lắm. Thú giờ bông trên đầu giường của Tâm Nghiên do con gấp có phải không? Ba nói gì vậy? Gấp thú nhờ bông gì, tôi cũng muốn biết. Con có trách ba lúc con còn nhỏ không dẫn con đi gấp thú vào bông hay không? Bây giờ bắt một người nào đi gấp thú vào bông cho con. Dạ, huynh đệ, vụ này anh hơi dính chưởng rồi đó. Dính rồi. Gấp thú nhồi bông thân mà như vậy nữa hả? Em với anh đi toàn là bệnh viện với lại bệnh viện thôi. Dạ, vụ này anh không giải thích rõ ràng, anh đừng hòng ăn xong bữa cơm này. Hay là để tôi nói. Thật ra hôm đó tôi và anh ok đang làm điều trị. Đúng lúc đôi bên lại kể tuổi thơ của mình. Anh ok biết lúc nhỏ tôi không tới khu vui chơi, nên anh dẫn tôi đi. Đơn giản vậy thôi. Thì đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Hay là ăn chút đồ đi. Mọi người tự nhiên ăn đi. Tôi đi vệ sinh cái đã. Tiểu Đông à, em làm cái gì vậy? Buông ra đi. Chẳng phải lúc nãy như rùa rút đầu vậy, không biết nói gì hết sao? Em không có dễ ăn nói ngang ngược như vậy. Em ăn nói ngang ngược vậy đó, ngày đầu tiên anh biết em hả? Ý của anh không phải như vậy đâu. Trước giờ em đâu có ghen bóng cơn gió như vậy chứ. Em không biết ghen. Em không phải phụ nữ sao? Anh đi chơi với cô gái khác em cũng không ghen sao? Em là bạn gái của anh mà. Cơn ghen này không cần phải ghen đâu. Anh đối xử em thế nào em không biết sao? Em có nhiều chuyện không biết. Anh đi gấp thú nhờ bông với cô em không biết. Em còn không biết nhiều chuyện nữa đó. Lúc này bác sĩ Hướng đã nói rồi mà. Bên đầu mình nhắc tên tuổi thơ của mình mới phát hiện cổ chưa từng tới khu vui chơi. Anh đưa cổ đi chơi thôi, đơn giản vậy thôi mà. Dù anh không có gì đâu thiệt đó. Đơn giản? Đơn giản sao không nhắc tới một câu chứ? Người ta là bác sĩ tâm lý đó. Tim của người ta không khỏe, cần gì anh chữa? Không lẽ tự nhiên nói với em anh cũng quen với bác sĩ Hướng hay sao chứ? Thật ra là như vậy nè, Tiểu Long yêu bác sĩ Hướng là không dám theo đuổi người ta, cho nên anh phụ thôi, phụ một thời gian nên trở thành bạn luôn đó. Bây giờ là bạn, sau này em làm sao biết như thế nào? Cổ còn là con gái của sư phụ anh nữa, chắc chắn anh không dám mít lòng, nên em đi thôi. Không phải đâu, anh học hỏi thì học hỏi, anh phân biệt rõ lắm đó. Tóm lại anh và Hướng Tâm Nghiên chỉ là bạn thân thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Anh ok nói đúng lắm. Tôi và anh ok thật sự chỉ đơn giản là bạn bè bình thường thôi, không có gì khác. Lúc nãy làm cho hai người cãi nhau, thành thật xin lỗi. Tiểu Đông, cô đừng nên hiểu lầm. Được rồi, tôi vô trong ăn đây, không phiền hai người. Đừng có nhỏ mọn quá mà. Em chưa hết giận đâu. Chà, em giận lên cũng đẹp như vậy đó. Sao hả? Làm lành với anh rồi hả? Tránh ra đi. Cho ôm cái đi. Tránh ra đi. Ôm thêm lát nữa thôi. Tránh ra đi. Ôm chút nữa đi mà. Từ nay anh nhớ chuyện gì cũng phải nói cho em biết đó nha. Được rồi, bây giờ đói bụng cũng nói cho em biết. Vô trong ăn đi. Đi. Ủa ba, đi theo tôi làm gì? Lấy ly nước ra đây. Dạ. Vì sớm vậy? Dạ phải. Việc ở công ty không cần làm sao? Dạo này bận làm chút việc cho ông nội, mấy chuyện lặt vặt trong công ty từ từ mới lo sao. Vậy thì hay lắm, con bận gì chứ? Việc ở công ty không cần con làm, ba kêu người khác làm. Nói gì vậy ba? Con không làm thì ai làm? Kêu em con làm hả? Đại Bảo. Ai kêu con vậy đây?
Bà kêu đó. Bắt đầu từ hôm nay, Tina sẽ dọn về nhà ở. Bà nghĩ gì vậy? Người đàn bà này kêu người hại bà. Người đàn bà này cái gì? Con làm ơn từ nay học cách tôn trọng Tina. Nếu không thì đừng trách bà không khách sáo. Sao đây? Muốn con gọi người đàn bà này là má hả? Cô cho bà tôi uống thuốc mê gì vậy? Nói. Đủ rồi Đại Bảo. Đông Hải, Đại Bảo cứ yên tâm, từ nay tôi sẽ không tới đồ thị nữa. Đừng giỡn trò này với tôi, đừng giả làm người tốt nữa. Đại Bảo, con đừng tưởng là ông nội thương con thì con có thể ngang ngược ở đây. Không biết lớn nhỏ, con muốn lên cơn điên chứ gì? Xéo ra ngoài điên đi. Được, hai người tự nhiên đi. Đông Hải, anh và Đại Bảo đừng vì em làm cho gia đình xào xáo nữa. Thằng quỷ đó cũng kỳ, không biết lớn nhỏ, không biết tôn trọng người khác chút nào. Cũng khó trách Đại Bảo. Em biết trong thâm tâm của anh và Đại Bảo cảm thấy em lợi dụng cái thai để quay về với anh. Nè, Tina, bây giờ em đừng suy nghĩ gì hết. Tập trung tịnh dưỡng bào thai để đứa con này chào đời một cách khỏe mạnh, hả? Thật ra lần này anh cho em về cũng chỉ vì đứa con thôi. Ý của anh không phải như vậy. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này sau khi em trở về, công việc của họ Đồ chúng ta em đừng nên động vào. Chỉ cần ở trong nhà làm mợ hai hưởng phúc thôi. Người ta còn gì để nói nữa chứ? Anh có biết không, lần trước anh đuổi em đi, em thật sự ghét anh lắm. Nhưng sau đó khi em biết bản thân có thai, em cảm thấy có trách nhiệm nói với anh một tiếng. Anh kêu em ở lại, em tự hỏi bản thân, thật ra Tina này cần cái gì? Cuối cùng em đã suy nghĩ, em cần sau khi con của em chào đời có một người cha, có một gia đình, những chuyện còn lại đối với em mà nói không quan trọng. Ba, ủa chị Tina, chị cũng ở đây sao? Nhược Lan, con có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì vậy? Con muốn đám cưới với Thoải Mái. Con nói cái gì? Ba đã nói với con, cặp bồ với người nào cũng được, cặp bồ với người làm ăn gian lận thì không được. Giờ còn đòi lấy nó nữa, có phải con điên rồi không? Bây giờ là con đám cưới, con có quyền lựa chọn của con. Không được. Con đã lớn rồi, ba không thể ngăn cản con. Con nhất định phải đám cưới. Con nói cái gì? Đông Hải, anh đừng như vậy. Nhược Lan từng tuổi này, cô biết rất rõ bản thân cần gì. Nhược Lan, tôi ủng hộ cô. Tôi biết không thể chung sống với người mình yêu, nỗi đau đó khó chịu cỡ nào. Chẳng phải anh từng nói muốn Nhược Lan vui vẻ sao? Bây giờ cô đã chọn Thoải Mái rồi. Anh không cần biết. Tóm lại bà phản đối, con đừng bao giờ nghĩ tới. Cho ba cô chút thời gian đi. Hai Hướng vô danh, ba còn mặt mũi nào tới đây? Chẳng phải ba trêu chọc người ta vui lắm sao? Bây giờ ba hài lòng rồi đó, ai cũng bị ba làm cho buồn rầu. Con à, không lẽ con vẫn chưa hiểu nỗi khổ của ba sao? Con không cần biết ba có nỗi khổ gì. Con chỉ biết ba thích nhất là mang niềm vui của mình xây dựng trên nỗi đau của người khác. Con à, con không nhìn thấy cậu OK đang giấu hai người phụ nữ mà nói dối sao? Có đáng không? Bà muốn còn bỏ ý định thôi. Giữ lại làm cái gì nữa để bỏ đi? Ba, cái này của con mà. Con còn muốn giữ lại sao? Chuyện của con tự biết giải quyết rồi. Chỉ là con thú nhồi bông thôi. Giữ lại một lát, ngắm thêm một lát, ôm thêm một lát không được sao? Con có điều kiện tốt như vậy, con sợ không có bạn trai sao? Được rồi ba, con biết cân nhắc rồi.
Ba không cần lo. Ba, những chuyện ba kêu Đại Bảo làm cũng gần xong rồi. Còn nữa, từ nay ba có gì cần làm trực tiếp kêu con làm là được rồi. Đại Bảo thực sự không đáng tin cậy đâu. Đâu có, ba cảm thấy nó làm tốt mà, ôn thỏa lắm. Sao ba biết nó làm tốt chứ? Sao con biết, ba không biết nó làm tốt chứ. Con đi trước. Ngồi xuống. Nghe nói bây giờ con kêu Tina quay lại phải không? Phải. Con không nhớ những chuyện xảy ra trước đây sao? Ba, chuyện đã qua rồi. Con quên nói với ba, giờ cổ đang mang giọt máu họ Đồ chúng ta. Cháu thứ ba của ba sắp chào đời rồi. Cổ khác hẳn rồi ba. Con cảm thấy đúng thì cứ làm vậy đi. Bây giờ cổ giúp cho họ Đồ chúng ta có thêm đứa cháu. Chuyện ở công ty con cũng không cho cổ đụng vào. Ba nghĩ có đúng không? Đúng rồi. Vậy bà nói ba tan thành cháu gái của bà đám cưới có đúng hay không? Con nói không. Bà nói được. Ba, ba đã nói với con rồi, ba sẽ không cho con đám cưới với thằng quỷ đó đâu. Ông nội, bây giờ con kêu Tina quay lại, con cảm thấy đúng chứ gì? Bà tan thành cháu gái bà đám cưới còn nghĩ đúng không? Ba, con thật sự yêu ảnh lắm. Ba cho tụi con đám cưới đi. Nè, lên con. Đi tiệc sao? Ăn mặc đẹp gì? Sao hả? Có được không? Có đẹp không? Cũng được. Đi đâu vậy? Giai nhân có hẹn. Cô là giai nhân hả? Ai hẹn với cô vậy? Tra hỏi sao? Không phải. Hiếm thấy cô ăn mặc như vậy, muốn biết cô làm gì mà thôi. Hẹn với người ta đương nhiên phải trang điểm một chút rồi. Giống nhau sao? Là người nào vậy? Lần trước gặp một lần rồi, cũng không thân cho lắm. Cô mới gặp người ta một lần mà ăn mặc như vậy, cô có ý thức nguy hiểm không vậy? Hả? Nè, đầm của tôi cỡ này mà cũng làm người khác phạm tội sao? Vậy là ngắn lắm rồi. Bình thường sao không thấy anh lo lắng? Nè, nói rõ ràng mới được đi nghe. Được thôi. Vậy anh muốn dùng tư cách gì để hỏi tôi? Cấp trên, bạn bè, hay là... Nói mau. Trước khi luật sư tới đây, tôi phải giữ im lặng. Sếp Trần, bye bye. Quý Lâm, chào các bạn. Nỗi khổ của nữ binh. Hôm nay đề tài của chúng ta sẽ là hỗ trợ tâm lý chia sẻ với tôi trong nỗi khổ của nữ binh. Không biết các bạn có trải nghiệm gì và chia sẻ với tôi không? Đám đàn ông đúng là hèn hạ lắm. Anh quen tôi 3 năm. 3 năm qua tôi như con khùng vậy đó. Tôi cũng bị rồi. Tôi chủ động thổ lộ với ảnh, anh liền nói anh cũng có cảm tình với tôi, còn chủ động đụng vào tay của tôi nữa. Đê tiện nhất là ảnh gạt tôi lên giường. Sau đó tôi còn phát hiện được, thì ra lúc ảnh quen tôi, anh đã có một cô bạn gái lâu rồi. Tôi nói cho cô biết, đám đàn ông lúc nào cũng nói bản thân thê thảm cỡ nào. Bị phụ nữ ăn hiếp, bị người ta thu binh, thật ra bản thân cũng như vậy, thích biến người mình yêu thành tù binh. Đám đàn ông chỉ biết tạo ảo tưởng cho chúng ta thôi. Tôi tưởng đâu có cơ hội lắm, ai ngờ cũng bị họ gạt thôi. Tuổi xuân của phụ nữ có hạn mà, bị họ hại suốt mấy năm đâu còn gì nữa. Một người đàn ông mà tôi yêu, hãy anh thấy tôi đi chơi với những người bạn trai khác liền rất lo lắng, quan tâm lắm. Còn hỏi tôi ở đâu vậy, nhà ở đâu vậy, còn rất nhẹ nhàng kêu tôi về nhà cẩn thận một chút nha. Ai ngờ những thứ đó toàn là những thủ đoạn của họ thôi. Có phải đàn ông luôn thích như vậy không? Tức là ngoài mặt thì có vẻ quan tâm mình lắm, thực chất thì trong lòng không có mình, đúng không? Phải đó. Nè,
Cô tới nghe mấy cái tọa đàm này, sao không nói sớm đi? Sao anh không hỏi? Cũng tại anh đòi đi theo thôi. Được rồi, mọi người bình tĩnh. Coi bộ các bạn cũng thường xuyên gặp những tình huống này. Thật ra bị những hy vọng giả đích thực không vui chút nào. Bởi vì muốn trao trọn trái tim của mình một cách chân thành đích thực không phải chuyện dễ. Được rồi, chúng ta nghe xong những chia sẻ của các học viên nữ. Hay bây giờ nghe thử suy nghĩ của quý anh duy nhất có mặt ở đây đi ha. Sếp Trình. Tôi thấy người ta ăn mặc đẹp một chút thì nói này nói nọ. Sếp Trần, tại sao vậy? Thực ra thì trải nghiệm và cách giải quyết của mỗi một người đều khác nhau hết. Tôi thì không thể nào thay mặt cho tất cả đàn ông được đâu. Khổ khăn gì đó. Bác sĩ Hứa à, vậy cô có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ hay không? Nhưng mà cô xinh đẹp như vậy chắc chắn có nhiều người theo đuổi. Lý nào là cô theo đuổi người ta? Cũng không hẳn. Tôi cũng có. Tôi cũng từng chủ động với người khác. Trong quá trình trao đổi với người đó, đích thực có nhiều chuyện khó quên. Ví dụ như lần đầu tiên tới khu vui chơi, lần đầu tiên gấp thú nhồi bông. Nhưng sau đó phát hiện thì ra người đó đã có bạn gái rồi. Hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết. Đàn ông đúng là hèn hạ. Có bạn gái cũng không lên tiếng đào cái hố cho người ta lọt vô. Bác sĩ Hứa, sau đó thì sao? Tôi hả? Tôi cũng đang từ từ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Thực ra xảy ra những chuyện này, bản thân cũng có trách nhiệm. Tại bản thân không cố gắng tìm hiểu kỹ người đó có bạn gái hay không, cho nên mới xảy ra những trải nghiệm không vui. Nếu có chuyện gì không vui, cứ dịp tới đây tìm tôi. Biết rồi, bác sĩ Hướng. Chúng tôi đi trước nha. Ok, bye bye. Bye bye. Bác sĩ Hướng. Chị Thanh. Sếp Trần. Cảm ơn cô mời tôi tới đây nghe. Sau khi tôi nghe xong, trong lòng liền dễ chịu ngay. Không cần khách sáo. Nếu cô thích, có thể tới gặp tôi bất cứ lúc nào. Vô cùng hoan nghênh. Yes, madam. Nhưng mà là ở chỗ sếp Trần, sao sếp cũng tới đây nghe? À, bác sĩ Hướng à, hay là chúng ta đi uống nước đi? Bây giờ hả? Không được, tôi còn bài luận văn phải thuyết trình, phải ở lại làm gì? Hả? Cô phải tăng ca sao? Ừ. Tăng ca? Một mình cô có sợ không? Tôi ở với cô. Không cần đâu, an ninh ở đây an toàn lắm. Nhưng mà... Bác sĩ Hướng đã nói là không cần rồi. Nếu lúc chúng tôi làm đêm, sếp Trần cũng chu đáo như vậy thì hay quá. À phải, sếp Trần. Tôi cảm thấy anh nên tốt với cấp dưới một chút. Có như vậy họ mới bán mạng cho anh. Sếp Trần, không phải sở cảnh sát còn việc phải làm sao? Đúng vậy. Như vậy cô nhớ cẩn thận nha. Ok. Bye bye. Bác sĩ Hướng. Bác sĩ Hướng à. Nếu cô đói bụng cứ vừa gọi cho tôi. Ok. Bye bye. Bác sĩ Hướng đã nói rồi, cổ đã có người yêu rồi mà. Anh là ai chứ? Muốn lo thì lo cho người khác đi. Nè, đủ rồi nha. Nè, tan sở rồi nha, ngày mai chửi tiếp. Thơm quá. Ôi, chú mẹ ơi, xin lỗi ông chủ. Cái bài làm đổ là muối của Himalaya đó nghe chưa? Xin lỗi ông chủ. Ok, tiếp tục đi. Xin lỗi ông chủ. Xin lỗi. Chuyện gì vậy? Nó đồ gã con kìa. Sao bác không có phản ứng gì vậy? Đâu phải bà gã con, có phản ứng cái gì chứ? Lạ thiệt á. Đồ Nhật Lan lấy chồng, nhưng mà chú rể thì bị đánh dấu hỏi. Cần gì hỏi chứ, chú rể bự con chắc chắn là thoải mái rồi. Chết rồi, lên đây tôi đâu biết được, không biết ra sao nữa. À, cô tới tìm anh rồi. Cô tới rồi, ở đâu vậy? Trong phòng em. Canh chừng Tiểu Bắc đó, đừng nên để cô đọc báo tạp chí gì nha. Tôi không muốn chọc tức cổ đâu. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Bye bye. Sao hả? Lo lắm sao? Anh biết em đang lo chuyện gì rồi. Nhưng anh cảm thấy em không nên bảo vệ tâm trạng của Tiểu Bắc quá. Nên thử để cho cổ tự mình đối mặt đi. Em nghĩ coi, trước sau cổ có biết chuyện này thôi. Anh sợ tới lúc đó cổ không chỉ buồn về chuyện đám cưới của thoải mái, mà còn vì chị em tốt với em gạt cổ, giận luôn cái em đó.
Tại sao làm như sau khi sư phụ mất mọi chuyện đều khác hẳn vậy? Chuyện tình cảm khó nói lắm. Cho dù sư phụ còn sống, cô cũng có nghĩa là thoải mái và tự bắt có thể răng lòng đầu bạc đâu. Vậy cũng phải. Lúc trước thoải mái và tự bắt giống như đường với mật vậy, muốn tách ra cũng không thể nào tách được. Thật không ngờ con người có thể thay thế được vị trí của tiểu bắc trong lòng thoải mái như vậy. Thì ra chúng ta sai hết, Đồ Nhược Lan mới là kẻ chiến thắng. Thật ra có phải tất cả đàn ông đều không đáng tin không? Ít ra anh thì không phải. Nhưng mà em cũng không tốt cho lắm. Em vừa thô lỗ, lại không có được thùy mị nhỏ nhẹ, không lịch sự và nhỏ nhẹ như là bác sĩ Hướng đó. Vừa giỏi nè, học lực thì cũng cao, lại còn đẹp nữa, giống như nữ thần vậy. Bác sĩ Hướng là bác sĩ Hướng, em là em. Phải, có những thứ bác sĩ Hướng có, em không có. Nhưng đồng thời có những thứ em có mà bác sĩ Hướng không có. Em có gì mà bác sĩ Hướng không có chứ? Để đáp ứng bệnh da chua cay cú. Em nói thật đó, nếu như anh muốn chọn vẫn có thể chọn. Em thật sự không muốn sau này giống như thoải mái và tiểu bác vậy. Em sẽ ghét anh lắm. Anh ok, có chuyện tìm anh. Ê, Tiểu Long nhắn cho anh, hình như có chuyện quan trọng. Nếu sư phụ hỏi tới, em cứ nói anh đi mua cái gì đi, muối Himalaya nha. Còn nữa, đừng có suy nghĩ lung tung đó. Cẩn thận đó nha. Được rồi. Tiểu Bắc, có rảnh không vậy? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.